Bây giờ có thể đã là 2 giờ 16 sáng, nhưng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tôi tìm ra được 20 vị vua đập đá. Vâng, thưa quý bạn các vị, chào mựng quay trở lại với What Beats Rock, tựa game Oảng Tù Tì năm 2099, nơi chúng ta không chỉ dùng giấy bọc đá mà chúng ta còn dùng hàng hà sa số những thứ xa xỉ khác để có thể tiêu diệt được cục đá vô cùng quái quỷ này các bạn ạ. Lần trước mình đã cố gắng đạt được 20 điểm để giành chiến thắng với cái cục đá này rồi, nhưng rất tiếc khả năng của mình là chưa có đủ, và sau đó mình đã về mình luyện tập thêm. Sau nhiều ngày tháng luyện tập cố gắng đập đá từ to đến nhỏ, từ lớn đến bé, thì mình nghĩ ngày hôm nay tôi sẵn sàng bước vào đấu trường để một lần nữa cho chúng nó thấy ai mới là vị vua đập đá. Chúng ta hãy cùng xem nhá. Rồi, với những bạn nào mà chưa từng nghe về game này thì như tôi nói, game này là Oảng Tù Tì 2099. Chúng ta sẽ tìm ra thứ gì thắng được viên đá. Game cho sẵn đó là giấy rồi, thì mình có thể dùng giấy để thắng đá. Và tiếp theo mình sẽ cần phải nghĩ xem thứ gì có thể thắng được giấy. Và cứ như thế cho đến khi nào mình đạt được số điểm mong muốn, đó là 20 điểm, thì mình có khả năng là dừng lại và tự cho bản thân mình được thưởng các bạn ạ. Rồi, và bây giờ hãy cùng đến với câu hỏi tiếp theo, đó là cái gì đập giấy hoặc là cái gì thắng giấy. Nó dịch hơi ngu một tí nhưng các bạn thông cảm, Google dịch mà. Thực ra có nhiều thứ có thể thắng giấy, ví dụ như là một cái bút có thể viết lên giấy, nhưng một cái bút có thể đâm thủng giấy. Tôi khá chắc. Yeah, 46.554 người nghĩ giống mình. Tôi cứ tưởng đầu óc tôi đỉnh cao lắm, hóa ra tôi cũng bình thường thôi các bạn ạ. Giờ cái gì thắng được cái bút? Đơn giản thôi mà. Cái búa mà lại không thắng được cái bút nữa thì vứt đi. Wow. Nhưng bây giờ cái gì thắng được cái búa? Tôi nghĩ thắng được búa thì có thể là dùng lửa. Lửa có thể nung được tất cả các bộ phận của một cây búa. Mình nghĩ là như vậy, cả sắt cả gỗ đều ok. Cũng dễ nhở. Cái gì thắng được lửa? Nghĩ đơn giản thôi. Water. Nước. Nước thì nghe có vẻ khó xử lý, nhưng chúng ta có thể dùng một cái xô. Tôi chơi Minecraft, tôi quá hiểu cái điều này rồi. Dùng xô đựng nước, quá đơn giản. Giờ cái gì có thể thắng được cái xô? Hay là chơi đổi hẳn chủ đề đi, sang một cây kiếm xem nào. Quá đẳng cấp. Và rất ít người đoán được giống mình. Này, với logic là giấy bọc được búa, thì chúng ta có thể dùng được cái khiên để tiêu diệt cái kiếm không? Có ổn không ta? Ồ, ổn các bạn ạ. 8 điểm rồi, gần được nửa đường rồi. Cố lên nào, giờ cái gì thắng được cái khiên? Với cái khiên thì mình nghĩ không quá khó khăn đâu. Mình có thể xuyên thủng đâm thẳng cái khiên mà, đúng không các bạn? Đặc biệt là với những mũi khoan. Mũi khoan xịn lắm, hoàn toàn có thể khoan qua cái khiên được. Uầy, nghe thì có vẻ khó, nhưng có rất nhiều thứ tiêu diệt được máy khoan, như kiểu lửa, nước, những cái loại sóng thần, thiên tai, đại loại là ảnh hưởng đến đường điện. Hoặc đơn giản hơn đó là meteorite. Thiên tai. Tôi bị dở hơi mất tôi. Chết rồi. Sao tôi lại dùng thiên thạch để tiêu diệt cái máy khoan? Tôi chơi quả overkill thế này thì tôi biết lấy gì để tiêu diệt thiên thạch bây giờ các bạn. Ok, thiên thạch có vẻ rất nguy hiểm, có vẻ rất đáng sợ. Nhưng bây giờ nếu như có thiên thạch rơi xuống trái đất thì mình khá chắc là các nhà khoa học cũng như là các đất nước có thể phóng tên lửa làm chệch hướng thiên thạch đó, hoặc là có thể phá hủy luôn thiên thạch đó nếu mà nó đủ nhỏ. Nên là rocket chắc là sẽ thắng tên lửa. Những quả tên lửa, được đấy, ngon. Tên lửa thì chế tạo bởi con người, mà con người chế tới được thì cũng phá hủy được. Nhưng mình cứ cảm giác là cho con người đấu nhau với tên lửa nó cứ bị sai các bạn. Làm ơn, con người, thắng tên lửa đi. Yes! Con người chế tạo ra tên lửa, vì vậy về cơ bản họ là ông chủ. Game này vẫn có logic các bạn ạ. Tôi tưởng là cho con người đấu nhau với quả tên lửa thì đúng là Don Quixote chiến nhau với cối xay gió. Này, nhưng bây giờ khó này, con người là đứng đầu chuỗi thức ăn. Thì cái gì tiêu diệt được con người đây? Con gấu có đánh được con người không? Được à? Ok. Mặc dù là con gấu có thể đánh bại được con người, nhưng sẽ không đánh bại được một người thợ săn, đúng không các bạn? Những người thợ săn, họ đi vào trong rừng, họ có kỹ năng rất tốt, di chuyển khéo léo, đánh bắt thú rừng cực giỏi. Nhưng chỉ một sai sót khiến họ dẫm chân vào một quả mìn. Wow, 22 người có cùng kịch bản với mình. Những quả mìn tỏ ra vô cùng nguy hiểm, và thế là đội quân thợ săn của chúng ta bắt đầu nghĩ ra một phương án an toàn hơn để tiếp cận những quả mìn này. Đó là sử dụng robot. Yes, kịch bản của mình vẫn đang tốt các bạn ạ. Những con robot này đã giúp những người thợ săn tiêu diệt được những quả mìn. Thế nhưng bây giờ hệ thống AI của nó lại quay trở lại để phản chủ. Giờ đây những người thợ săn bắt buộc phải dùng một vũ khí khác để vô hiệu hóa những con robot này. Robot thì hay dùng điện, đúng không các bạn? Mà mình biết một loại vũ khí có thể tiêu diệt được điện, đó là loại mìn xung điện EMP. Cái loại mìn này có khả năng là tiêu diệt tất cả hệ thống điện. Tôi nghĩ là được, tôi khá tự tin. Yes! Được các bạn ạ. Này, mình có thể đạt được 20 điểm nếu mình làm tốt. Bây giờ cái gì tiêu diệt được EMP?
Mình không được dùng con người nữa rồi, vì mình đã từng dùng con người rồi. Cái điểm yếu của mình dung điện ý, đó là nó chỉ tập trung đánh được cái đồ điện tử thôi. Còn những thứ gì dùng cơ học là nó không thể tiêu diệt được. Vậy thì mình hoàn toàn có thể dùng súng luôn các bạn. Dùng súng tiêu diệt được ngay. Wow, một EMP xung điện tử sẽ thiêu rụi mọi thiết bị điện tử, bao gồm cả khẩu súng sành điêu của bạn. Nhưng mà súng của tôi không phải súng điện tử. 17 điểm rồi các bạn ạ, tôi sát lắm rồi mà tôi lại thua. Cay thế nhờ. Vẽ chuyện đã rất hay rồi, kịch bản đã rất tốt rồi, nhưng đến cuối cùng lại thất bại. Mẹ, 2,5 bố nữa rồi. Thử lại, không phải thua thế này được. Cái gì đập đá? Mi. Tôi đập đá. Trong trường hợp kênh này bị điều tra bởi các tổ chức, thì tất cả những hành động vừa rồi là con AI tạo hình dưới FG làm. Em không biết gì cả, các anh công an, đừng bắt em. Giờ cái gì đập tôi? Yeah. Chết rồi. Hỏng rồi các bạn, hỏng rồi. Tôi khá chắc là lần này tôi không để được 20 điểm vì tôi đang biến cái game này thành một trò hề. Tôi đang không hề nghiêm túc với game này một tí nào cả. Giờ mẹ tôi đập tôi các bạn à. Nhưng cái gì đập mẹ tôi? Tôi không thể đập mẹ tôi và bố tôi không phải đập mẹ tôi vì đấy là vũ khu. Nhưng cái gì đập mẹ tôi? Tôi nghĩ là một thằng trộm có thể đập mẹ tôi chăng? Tôi không chắc nữa, nhưng mà tự nhiên đưa mẹ vào cái khoảnh khắc đối đầu với thằng trộm. Con xin lỗi, con không phải là một người con thực sự có hiếu cho lắm. Nhưng đây là chỉ là trò chơi thôi, con xin lỗi mẹ, đừng ai đưa video này cho mẹ tôi. Wow, bạn là người đầu tiên đánh mẹ bằng trộm. Chắc chắn là địa ngục cũng không chứa nổi một người con như tôi. Con sai rồi mẹ. Bây giờ cái gì thắng được trộm? Đương nhiên là cảnh sát rồi các bạn. Cảnh sát thì sẽ thắng trộm mà thôi. Nhưng bây giờ cái gì đánh được cảnh sát này? Tôi nghĩ tôi sai lầm rồi. Cảnh sát thì căng lắm. Súng ống này, nghiệp vụ họ đều có cả. Chắc chắn là một người bình thường không thể đánh được cảnh sát rồi. Nên tôi nghĩ là một con khủng long. Tôi không thể như thế này được nữa các bạn ạ. Tôi đang biến cái game này một trò cười. Nói đến thứ tiêu diệt khủng long thì tôi chả nghĩ thứ gì khác mà một viên thiên thạch khổng lồ rơi xuống và tiêu diệt toàn bộ loài khủng long. Ê nhưng mà không, hình như là viên thiên thạch đấy không thực sự tiêu diệt loài khủng long mà nó đưa trái đất về kỳ băng hà thì phải. Và sau đó là có những cái thảm họa khác như kiểu sóng thần. Ồ, sóng thần có thể tiêu diệt được khủng long. Tờ tsunami. Được không ta? Được không? Chắc là được chứ. Yes, ba người khác nghĩ giống mình, tức là không nhiều người đoán ra đâu. Nhưng mà khủng long thì khủng long không thể tiêu diệt, không thể thắng được những cái thảm họa từ thiên nhiên. Nhưng mà bây giờ mới dở này, đến khủng long mà không thắng được thảm họa thiên nhiên thì cái gì thắng được sóng thần đấy các bạn. Thực ra bây giờ tôi hoàn toàn có thể điền những vị thần vào, nhưng đấy là một lựa chọn không khôn ngoan, vì sau đấy tôi lại cần phải nghĩ ra thứ gì thắng được các vị thần nữa. Tôi không biết nữa, một ngọn núi có thắng được sóng thần không? Yeah, không ổn rồi các bạn ạ. Một cơn sóng thần có thể tràn qua một ngọn núi như ngày tóc rối. Núi có thể cao nhưng nước thì có thể di chuyển. Tôi biết là cái ván này tôi sẽ không thắng được từ đầu rồi, vì tôi nghĩ ra toàn thứ quái dị. Nhưng mà yeah, các bạn đòi hỏi gì ở một thằng lần đầu tiên đưa trộm vào để đánh mẹ mình. A few moments later. Này, mình vừa mới đoán theo thứ tự, đó là giấy bọc đá, cây kim đâm thủng giấy, thỏi sắt. Thì tại vì là có công mài sắt có ngày nên kim, nên là thỏi sắt sẽ thắng được cây kim. Nhưng bây giờ cái gì thắng được thỏi sắt? What the hell? Tôi bất ngờ là vì nó thực sự thành công. Và tôi bất ngờ hơn là có hai người khác cũng đoán như vậy. Không ngờ được đấy. Tôi thực sự có thể dùng Minecraft để đánh bại thỏi sắt. Giờ cái gì thắng được Minecraft? Tôi không thể nêu ra một tựa game khác được, vì thế sẽ gây ra cái cuộc chiến tranh giữa các bè phái với nhau. Mà thay vào đó tôi sẽ chơi hẳn đó là một cái máy tính đi. Không có máy tính thì không có Minecraft, đúng không? Yes. Chắc chắn là phải có máy tính rồi. Giờ cái gì thắng được máy tính? Anh hùng bàn phím. Bạn là người đầu tiên đánh bại máy tính bằng anh hùng bàn phím. Có những thứ chỉ Việt Nam mới có rồi đó. Bây giờ cái gì thắng được anh hùng bàn phím? Mình nghĩ là có một cái khá hiệu quả đấy. Đó là định danh cá nhân các bạn ạ. Từ khi mà định danh cá nhân, biết ai đánh ra cái từ đấy, tự nhiên ít anh hùng bàn phím hẳn. Định danh cá nhân là Personal Identification. Mình không chắc là mình viết đúng không, nhưng mà mình đoán thế. Bạn là người đầu tiên đánh với anh hùng bàn phím bằng định danh cá nhân. Wow. Wow, thật là tuyệt vời. Bây giờ mới thực sự khó này, cái gì thắng được định danh cá nhân đây? Cái này nó rất là trừu tượng ý. Cái gì đây? Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ định danh cá nhân là do chính phủ đưa ra, nên là có lẽ thắng được định danh cá nhân chỉ có chính phủ đấy nhở. Chính phủ là government.
Wow, càng ngày mình càng đoán ra nhiều thứ mà chưa ai từng đoán ra các bạn ạ. Cái gì thắng được chính phủ? Dù chính phủ có thế nào chăng nữa mà có chiến tranh thì cái rủi ro là rất lớn. Tôi nghĩ là chiến tranh hoàn toàn có thể thắng được chính phủ nếu mà quản lý không tốt. Wow, wow. Chúng ta đang bước vào một cái ngã rẽ rất tăm tối. Bắt đầu bằng anh hùng bàn phím các bạn ạ. Bây giờ cái gì thắng được chiến tranh? Hòa bình. Nobel! Yes! Nobel hòa bình cho tôi và 1440 người khác. Wow, chim bồ câu bay phấp phới bay vào nồi cháo của tôi. Tuyệt vời, cái gì thắng được hòa bình? Oh no, oh no. Triết học hơn một tí đi, vĩ mô một tí đi. Thứ đánh bại hòa bình đó chính là lòng tham của con người. Oh wow, thật tuyệt vời, 11 điểm rồi. Cái gì thắng được lòng tham? Tình yêu thương. Oh yes, tình yêu thương sẽ đánh bại được lòng tham. Nhưng cái gì đánh bại tình yêu thương của chúng ta? Có thể đấy là những lời nói hận thù hay sao? Sự căm ghét sẽ đánh bại tình yêu. Tình yêu chiến thắng tất cả, ngay cả hận thù. Bạn chưa xem phim hài lãng mạn sao? Ừ nhỉ, tại sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Tình yêu thương luôn là thứ to lớn nhất. Tôi vẫn chưa nghĩ ra thứ gì đánh bại được tình yêu thương các bạn ạ. Chẳng lẽ tôi lại cho có bom napalm vào đấy. 6 hours later. Ok, mình vừa có một đường chạy đà 13 điểm khá tốt. Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa. Từ đá, giấy, rồi đến kim, sắt, vàng, lửa, gió, máy hút bụi. Yeah, tại vì máy hút bụi hút gió. Rồi điện tiêu diệt máy hút bụi. Rồi cầu dao để tiêu diệt điện. Búa để đập cầu dao. Rồi cái búa đấy bị gì. Rồi mình dùng acetone để đánh cái gì đấy. Rồi mình dùng con người để tiêu diệt acetone. Mình không biết là con người tiêu diệt acetone kiểu gì. Thế nhưng mà game nó cho phép như thế. Và mình cũng là người đầu tiên dùng người để tiêu diệt acetone. Yay. Bây giờ chúng ta quay trở lại với những thứ rất thường niên. Đó là cái gì tiêu diệt được con người. Mình nghĩ kỹ rồi. Mình sẽ cho những thứ như kiểu demon đi. Những con ác quỷ đi. Tại sao lại không hả các bạn. Thiên thần tiêu diệt ác quỷ. Được chưa ạ. Nhưng chết dở rồi. Tôi lại tiếp tục lâm vào ngõ cụt khi tôi méo biết thứ gì tiêu diệt những thế lực như kiểu là thiên thần đây. Tôi nghĩ là những thứ liên quan đến thiên thần ác quỷ các kiểu là nó đến từ lòng tin của con người. Những người nào tin thì thấy là những thứ đấy rất mạnh mẽ. Nhưng những người không tin thì sẽ nghĩ những thứ đấy không có thật. Người không tin thì có thắng. Uầy! Một thiên thần không thể thuyết phục được một người không có đức tin. Đó chính là mục đích của việc trở thành một người không có đức tin. Wow. Wow. Vậy là cái logic của mình thực sự có lý. Thậm chí là có hai người khác nghĩ giống mình. 16 điểm rồi các bạn ạ. Người không tin đánh bại được thiên thần, đánh bại được ác quỷ. Nhưng thứ gì đánh bại được người không tin? Họ có thể không tin thiên thần trừng phạt được họ. Họ có thể không tin là ác quỷ tiêu diệt được họ. Nhưng họ sẽ phải tin khi thấy một con dao kề vào cổ họ. Có ai mà không tin hả các bạn? Con dao thực sự kề vào cổ đấy. 17 điểm rồi. Giờ chúng ta vẫn còn có khá là nhiều thứ có thể mở ra được. Tại vì bây giờ mới chỉ là con dao mà thôi. Con dao này mình chơi cẩn thận là mình hoàn toàn có thể đạt được 20 điểm ở cái đoạn này. Dễ thôi, cái khiên, mình đã từng thử rồi mà, đúng không? Cái kiếm mà không ăn được cái khiên thì con dao là sao mà ăn được cái khiên. Đơn giản mà, wow, quá đơn giản, 18 điểm rồi. Hãy cẩn thận, cái gì thắng được cái khiên. À, ngày xưa mình từng chơi này rồi, hãy chơi an toàn các bạn ạ. Cái khoan, máy khoan sẽ thắng được cái khiên. Yes, yes, 19 điểm rồi, chúng ta đang ở rất gần. Cái gì thắng được máy khoan đây? Yes, yes, tuyệt vời, 20 điểm, yes. Tôi không thể nghĩ là tôi có thể đạt được 20 điểm. Đến cái đoạn thiên thần tôi tưởng là tôi thua rồi. Nhưng may quá lại nghĩ ra là người không tin tưởng. Giờ mình thậm chí có thể đạt được hơn 20 điểm các bạn ơi. Hơn 20 điểm có thể đạt được. Cái gì thắng được quả bom? Diffuser. Tôi không biết, tôi biết là diffuse là gỡ. Nhưng diffuser có phải là người gỡ bom hay không? Người tháo ngoài nổ. Ố, có thể chứ. Yes, được này. Thì bây giờ người tháo ngoài nổ thì vẫn chỉ là con người thôi. Mà đã là con người thì sẽ bị phá hoại bởi những thứ gậy gộc. Ờ, đây, tôi cho hẳn baseball bat. Gậy bóng chảy. Đập. Yes. Giờ gậy bóng chảy thì hãy nghĩ đến cái đặc tính của nó. Đó là nó làm bằng gỗ. Wood cutter. Máy cắt gỗ, người cắt gỗ hay cái chỉ rõ như vậy cũng được. Ok, giờ thứ gì thắng được thợ cắt gỗ? Mình nghĩ là đây không phải thợ cắt gỗ đâu. Nó là cái máy cắt gỗ ấy. Với cái máy cắt gỗ thì chúng ta có thể thắng được nó bằng cách sử dụng. Tôi biết nó hơi quá đà thế nhưng mà tôi muốn chắc chắn các bạn ạ. Yeah, mình là người đầu tiên tiêu diệt được máy cắt gỗ bằng tên lửa. Nó quá đà thật. Nhưng mà biết thế nào được, mình phải dùng thôi. Mình muốn an toàn mà.
Bây giờ cái gì thắng được tên lửa? Bình thường là mình sẽ chọn con người đấy, thế nhưng mà con người mình từng dùng rồi. Hay mình dùng men có được không? Men thì cũng là con người mà. Ờ, vẫn được các bạn ạ. Tuyệt vời, 25 điểm rồi. Chúng ta quay trở lại là đàn bà thắng đàn ông thôi. Bây giờ cái gì thắng đàn bà? Đàn bà hay đàn gì thì vẫn là những sinh vật vô cùng nhỏ bé, bằng da, bằng thịt. Và chính vì vậy họ vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi những thứ sắc nhọn, nguy hiểm. Ví dụ như là một cái rìu chẳng hạn. Tôi khá chắc là tôi sẽ thành chiến thắng. Rìu không đánh bại đàn bà. Wow. Lần đầu tiên tôi nhận ra là cái rìu không đánh bại đàn bà. Tôi không biết là tại sao lại như thế. Lần sau khi mà chúng ta chiến nhau với một kẻ sát nhân điên loạn cầm rìu thì còn chần chờ gì nữa mà không bê ngay người yêu của bạn nếu bạn có người yêu lên để chiến đấu lại nó, tại vì game bảo thế. Thật tuyệt vời các bạn ạ, một kiến thức bổ ích cho một ngày mới năng động. Nhưng mà các bạn ạ, dù sao thì ngày hôm nay chúng ta giành được 26 điểm và đạt được cái số điểm 20 rồi, vượt qua cột mốc đấy khá nhiều rồi. Nên là có lẽ là bây giờ mình sẽ tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở video sau. Nếu các bạn vẫn thích tựa game này hoặc là những cái tựa game tương tự như vậy thì để lại một like ngay bây giờ để tập sau chúng ta có thể tiếp tục trải nghiệm những game nó hay ho kiểu như thế này nữa. Hay vận dụng óc logic chúng ta nhiều hơn nữa nhá. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại với Zooker. Thế nhá, bye bye.